À, Châu nè, cái bún xô tay có phải của em không? Dạ đúng rồi, của em đó. Sao để đây? Nè em đứng bên đó rồi em quên lấy ra. Đi cái gì mà quá chừng vậy? Trong đây có khoanh khoanh mấy chỗ nữa nè. Đâu anh coi coi. Ăn sáng, ủa em đi đâu mà ăn sáng? Anh biết không, đây là danh sách những thứ em phải chuẩn bị để cho chuyến picnic cuối tuần này với bạn thân đó. Cứ mỗi lần gặp em là ý như rằng là Châu có một chuyến đi chơi. Em rất là sướng đó nha. Dạ đúng rồi, phải hưởng thụ chứ. Anh biết sao không, em khoanh tròn cái chữ ăn sáng màu đỏ này nè, đánh dấu chấm hỏi, em hỏi, em hỏi để anh Huy nhìn thấy đó. Vậy là nhờ giả nữa chứ gì. Thì thông minh quá trời luôn à. Em á được phân công là chuẩn bị bữa ăn sáng cho mọi người. Nhưng mà em nghĩ quá trời nghĩ luôn. Nghĩ đi nghĩ lại không biết là món nào nha. Phải nhanh tiện lợi. Bởi vì em không có nhiều thời gian. Nhanh tiện lợi. Mà phải ngon. Nhưng mà em không có được khéo lắm. Nhưng mà cũng rất là may mắn cho Minh Châu là cái chủ đề bữa ngon tiện lợi của tháng này, anh cũng có rất là nhiều cái thực đơn để giới thiệu cho Châu cũng như quý vị khán giả. Mà đặc biệt là theo cái yêu cầu của hôm nay của Minh Châu thì anh có một món cũng rất là hợp lý cho Minh Châu đó. Thế hả? Nhưng mà món này có mang đi ra picnic được không anh? Chắc chắn là được rồi. Kính thưa quý vị, trong chủ đề bữa ngon tiện lợi hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau vào bếp để chế biến món burger cá ngừ. Để chế biến món này, chúng ta cần có 4 ổ bánh mì burger, 2 hộp cá ngừ ngâm dầu đã để ráo dầu, cà chua, chanh, hành tím, xà lách, ngò, muối, tiêu và chắc chắn chúng ta không thể thiếu sốt mayonnaise Lisa. Đầu tiên là cà chua, chúng ta sẽ cắt cà chua ra từng lát mỏng một chút xíu cho vào bánh mì. Trái cà chua còn lại chúng ta sẽ cắt hạt lựu để một chút xíu trang trí cho đẹp. Anh thì bỏ hộp đi đúng không? Đây chúng ta cắt hạt lựu đều nhau. Chút trang trí lên sẽ nhìn món ăn này hấp dẫn hơn đó. Dạ. Xà lách thì chúng ta sẽ cắt ra làm đôi. Anh Huy sử dụng loại xà lách nào cho món này? Món này thì anh thường sử dụng xà lách dúng. Mà nếu mà Minh Châu đi chợ, Minh Châu nói là xà lách lô lô xanh thì người ta cũng biết để bán cho Minh Châu đó. Lô lô xanh. Minh Châu xem nè, hành tím chúng ta sẽ cắt nhuyễn như thế này chứ không bầm. Ngò rí chúng ta cũng cắt nhuyễn quý vị nhé. Anh Huy nè, cái cá ngừ này nè, mình mua hộp cá như thế nào cũng được đúng không? Thực ra Minh Châu chọn hộp cá ngừ để mua rất là dễ. Ở ngoài chợ và tất cả các siêu thị đều có bán hộp cá ngừ còn nguyên dạng nè. Và có hạn sử dụng càng lâu thì càng tốt. Và với công đoạn tiếp theo cũng rất là đơn giản. Bây giờ chúng ta sẽ trộn cái cá ngừ đã ráo dầu với một số gia vị cho tăng thêm phần hấp dẫn. Mà anh Huy nè, em thấy cá ngừ ngâm dầu á, có nhiều dầu như vậy không biết là có tốt cho sức khỏe không ha? Cá ngừ rất tốt cho sức khỏe của con người. Bởi vì trong cá ngừ có chứa nhiều axit amin, khoáng chất và omega 3. Do đó thì chúng ta sử dụng cá ngừ rất là tốt, không có vấn đề gì đâu. Dạ. Bây giờ anh sẽ ướp cá ngừ với hành tím, ngò rí cắt nhuyễn nè, nửa muỗng cà phê tiêu nè, 1/3 muỗng cà phê muối nè, khoảng 2 muỗng rưỡi canh sốt mayonnaise Lisa quý vị nhé. Để cho tăng thêm phần thơm ngon cho món này thì chúng ta nhớ cho một ít nước chanh vào. Ủa anh Huy ơi, sao anh lại phải vắt nước chanh vào trong cá ngừ vậy? Minh Châu nè, chúng ta cần vắt nước chanh vào cái món này bởi vì hầu hết tất cả các món cá và hải sản nếu kết hợp với nước chanh sẽ tạo ra một cái hương vị rất là thơm ngon. Ngoài ra nha, anh Huy muốn lưu ý với Minh Châu cũng như quý vị khán giả là chúng ta nên vắt thẳng nước chanh vô nhân cá, chứ chúng ta không nên vắt nước chanh cho ra chén rồi một chút xíu lại cho vô, như vậy thì cái hương thơm nó sẽ mất đi. Em hiểu rồi. Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ơi, khi mà quý vị làm món này thì nhớ là chúng ta sẽ cho một ít nước chanh vào trong cá ngừ nha, mà phải vắt trực tiếp, đừng có vắt ra chén rồi đổ vào, như vậy thì sẽ không được thơm ngon lắm đâu. Minh Châu trộn đều lên cho anh. Dạ anh Huy ơi, em trộn cho nát hết cá ngừ luôn nha. Không được Minh Châu à, trộn nát hết cá ngừ thì chúng ta sẽ không có cảm nhận được miếng thịt cá. Dạ. Do đó Minh Châu trộn nhẹ tay và đều là được rồi. Chút nữa là em làm hư mất món bánh burger cá ngừ của anh Huy rồi, em xin lỗi anh Huy nha. Quý vị khán giả thân mến, khi mà quý vị trộn cá thì quý vị nhớ là trộn nhẹ tay thôi để tránh làm nát thịt cá ngừ nha. Đây, đầu tiên là chúng ta sẽ cho một ít sốt mayonnaise Lisa lên nè. Và phớt đều sốt mayonnaise Lisa khắp mặt bánh mì như thế này. Em có thể phớt nhiều một chút xíu hay là ít tùy vào cái sở thích của từng người. Anh cho một ít xà lách lên nè. Chúng ta sẽ cho từng lát cà chua lên. Tiếp theo là nhân cá. Minh Châu nhớ trải khắp nhân cá lên như thế này nha. Phần tiếp theo không thể thiếu đó là cà chua hạt lựu nè. Để có màu xanh cho đẹp thì chúng ta sẽ lấy một ít đọt ngò rí để lên.
anh sẽ cho qua một cái dĩa có trang trí một ít salad phía dưới nè. Và chúng ta cũng có thể gác miếng bánh mì lên. Minh Châu nè, một món ngon tiện lợi dành cho picnic trong tuần tới của em đây. Dạ, nhìn rất là hấp dẫn, chắc chắn là các bạn của em sẽ ngạc nhiên lắm đó anh. Các bạn thử nha. Đó, chúng ta chỉ cần làm sẵn rồi cầm tay ăn, rất là tiện lợi phải không? Em hồi hộp quá, hồi hộp á. Đúng là món burger của anh Huy á, hoàn toàn khác với món burger cá mà em đã từng ăn đó. Bởi vì quý vị khán giả biết không, món bánh burger này ăn vào rất là mềm xốp, còn phần nhân á, thì có vị chua béo hài hòa của mayonnaise nè, một chút thơm thơm của chanh, một chút thơm của hành tím và của tiêu nữa. Sự kết hợp này chắc chắn sẽ rất thú vị và quý vị sẽ rất thành công khi thực hiện món ăn này đó. Bữa ngon tiện lợi. Em cảm ơn Huy rất nhiều. Có thể nói hôm nay anh Huy đã cứu nguy cho em luôn đó. Và buổi picnic này khi mà em đã đi với các bạn em rồi, em sẽ chụp hình lại để cho anh Huy xem thành quả của em nha. Anh Huy chịu không? Bây giờ chương trình đã hết rồi thì sao hả? Thì phải chia tay quý vị khán giả thôi. Nhưng mà trước khi chia tay thì hãy cùng với Minh Châu ôm lại hai cách quen thuộc để liên lạc với chương trình quý vị nhé. Đó là hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc số điện thoại 083-823-7557 của Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto. Quý vị có thể chia sẻ với chúng tôi những ý kiến đóng góp cũng như những thắc mắc của quý vị để chương trình ngày một tốt hơn. Còn bây giờ thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại.